Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Nam Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Tiền Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số miền Nam: Giải 8, đài Tiền Giang 49, đài Kiên Giang 95, đài Đà Lạt 97. Giải 7, đài Tiền Giang 149, đài Kiên Giang 630, đài Đà Lạt 441. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh và like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn.